Đến với kênh ẩm thực Love Cuisine, chúng tôi mang đến 3 tiêu chí: chi phí thấp, nguyên liệu dễ tìm, bồi bổ sức khỏe. Chào mừng các bạn đến với kênh ẩm thực Love Cuisine. Mình là Cẩm Thiên Long, hiện tại thì Long đang là phó chủ tịch của Hội Đầu bếp Chuyên nghiệp Sài Gòn. Hôm nay thì Long sẽ chia sẻ đến với mọi người một món ăn rất là phù hợp với lại thời điểm này. Đây là một món ăn tăng cường cho chúng ta là cái sức đề kháng cho hệ hô hấp và đặc biệt là phổi. Và món ăn này có tên gọi là cá lóc tìm với lại thuốc bắc. Sau khi nghe qua cái tên thì Long nghĩ là mọi người nghĩ nó sẽ rất là khó thực hiện. Tuy nhiên là qua cái sự hướng dẫn của Long ngày hôm nay, Long tin chắc là mọi người chúng ta sẽ dễ dàng thực hiện lại tại gia đình của mình. Tại vì những nguyên liệu để thực hiện món ăn này rất là dễ dàng tìm kiếm tại bất cứ một nơi nào. Để thực hiện món ăn này, đầu tiên chúng ta gồm có các nguyên liệu sau: cá lóc, rau đắng, nước dừa, tìm thuốc bắc mà chúng ta có thể dễ dàng tìm kiếm tại các nhà thuốc đông y, ngò rí, hạt sen tươi đã được lấy tim, cà rốt. Ở đây mình có thể là sử dụng là cà rốt baby. Nếu mà chúng ta không tìm được cà rốt baby, mình có thể sử dụng là cà rốt to như bình thường. Đây là củ sen. Và các nguyên liệu để tạo thêm mùi hương của nó gồm có sả, chanh và một ít ớt xanh.
Sau một khoảng thời gian chúng ta nấu món ăn này thì bây giờ chúng ta đã hoàn thành được món cá lóc tiềm với lại thuốc bắc. Có thể thấy là sau khi mà chúng ta mở ra thì chúng ta cảm nhận được ngay là cái vị và cũng như là cái mùi thơm. Chúng ta có thể ăn kèm món cá lóc này chung với lại cơm hoặc là một loại mì tươi hoặc là bún cũng được. Và khi chúng ta sẽ ăn kèm với lại một ít rau đắng và chấm chung với lại một ít muối tiêu. Chúng ta sẽ lấy một phần cá lóc ra cho vào đây. Và ở đây là lòng, các bạn có thể thấy đây là nhãn nhục nè, chung với là một ít sâm. Mình cho hết lên đây và mình có thể ăn kèm chung với là một ít lá rau đắng. Trời ơi, ngoài ra thì ở đây Long có chuẩn bị sẵn thêm một phần là muối tiêu với lại chanh. Để nếu chúng ta không ăn một cách trực tiếp như thế, mình có thể là ăn cái phần thịt cá này chấm chung với là muối tiêu chanh luôn, để cảm nhận trọn vẹn được cái vị cũng như là cái mùi thơm của phần cá sau khi mà chúng ta chưng và tìm trong cái nồi thuốc bắc. Thực sự là hai cách ăn mà mỗi cách ăn nó mang tới cho là một cái khoái cảm khác nhau. Nhất ở phần đầu tiên á, thì cảm giác là khi mà mình trong cái khoang miệng của chúng ta nó hòa quyện hết tất cả các nguyên liệu và gia vị vào luôn. Còn ở phần thứ hai là mình sẽ cảm nhận được rất là rõ rồi cái phần thịt cá với cái độ chín vừa tới của nó, và khi kèm chung với là một chút xíu muối tiêu chanh, nó cho chúng ta một cái cảm giác rất là sảng khoái khi mà ăn cái miếng cá này vào. Và các bạn có thể thấy là với các nguyên liệu rất là dễ tìm, và đặc biệt là sáng nay khi mà đi chợ để chuẩn bị cho cái phần sơ chế này thì Long chỉ tốn có khoảng 100 ngàn thôi là có thể tạo ra được một món ăn, một cái khẩu phần rất là dinh dưỡng đầy đủ, vừa tăng cường hệ miễn dịch và lại rất là bổ phổi mà chỉ có 100 ngàn. Đến với kênh ẩm thực Love Cuisine, chúng tôi mang đến 3 tiêu chí: chi phí thấp, nguyên liệu dễ tìm, bồi bổ sức khỏe. Hãy đến với kênh ẩm thực Love Cuisine cùng đầu bếp Cẩm Thiên Long. Nếu như các bạn yêu thích những video mà chúng tôi thực hiện, đừng quên subscribe kênh nhé. Xin chào và hẹn gặp lại. Xin chào các bạn, chúng ta lại có cơ hội gặp lại nhau trong kênh ẩm thực Love Cuisine. Ngày hôm nay thì Long sẽ hướng dẫn và cũng như chia sẻ cho mọi người một món ăn. Để thực hiện món ăn này thì chúng ta sẽ gồm có những nguyên liệu sau: chanh vàng, bí đỏ, một ít dầu lô liu, bơ lạc, mayonnaise. Màu vàng ở đây là chúng ta sử dụng là mù tạt vàng. Và cuối cùng đó chính là hạt diêm mạch, là một trong những thực phẩm gọi là thực phẩm vàng luôn đó các bạn.
Và sau 13 phút trong lò nướng thì bây giờ chúng ta đã có được thành phẩm, đó là món cá hồi nướng với hạt chim mạch, được ăn kèm với lại xà lách táo và một chút xíu sốt được làm từ mayonnaise và nước táo. Đây chính là phần quan trọng nhất, chúng ta sẽ cùng nhau thưởng thức món ăn này nhé. Các bạn có thể thấy là cái phần thịt cá nè, vừa chín tới luôn, còn rất là mềm mại và nó không có bị quá khô, nó vẫn giữ được cái phần nước bên trong. Bây giờ Long sẽ thưởng thức cái phần cá trước. Cái phần cá rất là mềm các bạn, và cái mùi hương rất là tự nhiên. Đây là cái phần cá rất là tươi mà Long đã chọn rất kỹ vào buổi sáng, và sau khi được chế biến liền nó giữ lại được hết tất cả cái độ tươi ngon bên trong cái con cá. Và đặc biệt khi kết hợp với lại hạt nguyên no, hạt diêm mạch, cho chúng ta hai cái khoái cảm trong cái khoang miệng của mình, đó chính là cái độ mềm mại của phần thịt cá, và quan trọng hơn hết nữa là cái độ giòn giòn sực sực rất là nhẹ của hạt diêm mạch. Và đặc biệt là đối với lại phần xà lá táo được ăn kèm chung món ăn này, như chúng ta được biết là bên trong cá có rất nhiều là omega 3, và sau khi ăn xong rồi nó vẫn để lại cho chúng ta một cái cảm giác là có một cái lượng béo ở trong cái khoang miệng của mình. Và khi mà chúng ta ăn táo vào, nó sẽ giống như là một cái loại nước giải khát để mà nó làm sạch khoang miệng của mình, để tẩy đi hết tất cả những hương vị còn đọng lại trong khoang miệng. Và Long tin chắc rằng món ăn này cũng sẽ rất là phù hợp đối với lại các cặp đôi mong muốn có một bữa ăn cực kỳ lãng mạn tại nhà. Và quan trọng hơn hết nữa là đây sẽ là một món ăn rất là phù hợp với lại ba tiêu chí của kênh ẩm thực Lớp Cuisine của chúng tôi, đó chính là chi phí thấp, nguyên liệu dễ tìm và bồi bổ cho sức khỏe. Chỉ với 300-400 ngàn thôi là chúng ta đã có được một cái khẩu phần ăn rất là đầy đủ chất dinh dưỡng và trọn vẹn dành cho cặp đôi. Hãy đến với kênh ẩm thực Lớp Cuisine cùng đầu bếp Cẩm Thiên Long, và nếu như các bạn có bất cứ yêu cầu về những món ăn nào, hãy comment bên dưới, chúng tôi sẽ lên kế hoạch để thực hiện và hướng dẫn cho các bạn trong tương lai. Xin chào và hẹn gặp lại.